Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với Xoắn Bóng Đá. Để cập nhật những tin tức bóng đá mới nhất, hot nhất trong nước và quốc tế, quý vị và các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký, đồng thời tích vào quả chuông bên cạnh để mỗi lần mà chúng tôi update những thông tin bóng đá mới nhất, quý vị và các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được. Sau đây sẽ là những tin chính sẽ có trong video ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Báo Thái nói điều bất ngờ về Philip Nguyễn. Người Thái bất ngờ chỉ ra những cái tên khiếp sợ của đội tuyển Việt Nam. Công Phượng có thể sẽ sang Sarajevo. Hoàng Anh Gia Lai có thể có tân binh cầu thủ Việt kiều lạ. Báo Thái cay đắng thừa nhận Việt Nam vẫn là số 1. Người Trung Quốc chỉ ra lý do bất ngờ bóng đá Trung Quốc kém Việt Nam. Chúng ta vừa điểm qua những tin chính, sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Báo Thái nói điều bất ngờ về Philip Nguyễn. Truyền thông Thái Lan cho rằng thủ môn Việt kiều Philip Nguyễn có thể là nhân tố quan trọng của tuyển Việt Nam nếu hoàn tất thủ tục để trở về góp mặt vào đội hình được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Park Hang-seo. Tờ Seoul Sport nhấn mạnh Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đang làm mọi cách để giúp Philip Nguyễn hoàn tất thủ tục về quê hương khoác áo đội tuyển. Tờ báo Thể thao Thái Lan miêu tả Philip Nguyễn 26 tuổi và cao 1m91 đang chơi bóng tại Cộng hòa Séc cho câu lạc bộ Slovan Liberec. Nếu có Philip Nguyễn, tuyển Việt Nam sẽ tăng chất lượng đội hình nhằm vượt qua vòng loại World Cup 2022. Bài viết dẫn lại câu chuyện VFF từng lên kế hoạch triệu tập Philip Nguyễn cho giải đấu giao hữu King Cup 2019 nhưng không thành công. Ở hai trận đấu tiếp theo của vòng loại thứ hai World Cup 2022, tuyển Việt Nam lần lượt chạm trán Ả Rập Thống Nhất và Thái Lan, song cơ hội để Philip Nguyễn trở về gần như không còn. Người Thái bất ngờ chỉ ra những cái tên khiếp sợ của đội tuyển Việt Nam. Trang Seoul Sport Thái Lan đã có những nhận định về danh sách 27 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập. Chiều ngày 24 tháng 10, huấn luyện viên Park Hang-seo đã công bố danh sách 27 cầu thủ chuẩn bị cho hai trận đấu với Ả Rập Thống Nhất và Thái Lan. Theo đó, ngoài những cầu thủ đã nằm trong bộ khung đã được xây dựng từ trước, vị chiến lược gia người Hàn Quốc chỉ gọi thêm hai tân binh là Ngân Văn Đại và Lê Văn Đại. Nhận định về danh sách đội tuyển Việt Nam, Trang Seoul Sport của Thái Lan đã viết rằng huấn luyện viên Park Hang-seo đã công bố 27 cầu thủ được triệu tập lên chuẩn bị cho hai trận đấu quan trọng của đội tuyển Việt Nam trước Ả Rập Thống Nhất và Thái Lan. Họ đang mong muốn giành được những kết quả tốt để có tấm vé đi tiếp tại vòng loại thứ 3 bảng G. Ở đợt tập trung lần này, Lương Xuân Trường đã không thể góp mặt vì chấn thương dây chằng rất nặng, nhưng những ngôi sao khác cũng đủ để giúp đội tuyển Việt Nam trở nên thật đáng sợ. Có thể kể đến đó là Đặng Văn Lâm, thủ thành số 1 của Hoàng Thông United, Nguyễn Quang Hải, cầu thủ đang được các đội bóng ở J-League 1 Nhật Bản và Thái League Thái Lan săn đón. Cuối cùng là Messi Việt Nam Nguyễn Công Phượng cũng là gương mặt đáng chú ý. Như vậy, báo Thái Lan đã chỉ ra ba cái tên rất là nguy hiểm trong đội hình đội tuyển Việt Nam, đó là Nguyễn Công Phượng, Đặng Văn Lâm và Nguyễn Quang Hải. Và hy vọng rằng ba cầu thủ này sẽ góp phần giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại đội tuyển Thái Lan vào ngày 19 tháng 11 tới đây. Công Phượng có thể sẽ sang Sarajevo. Bầu Đức đã khẳng định việc Hoàng Anh Gia Lai xem xét việc đưa Công Phượng trở lại chỉ là tin đồn. Cầu thủ sinh năm 1995 này sẽ thi đấu cho Sint-Truiden cho đến hết hạn hợp đồng. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam nói chung và những người yêu mến Công Phượng nói riêng đang rất hy vọng tiền đạo sinh năm 1995 được hết hợp đồng sớm với câu lạc bộ Sint-Truiden. Kể từ khi chuyển đến đầu quân cho đội bóng Bỉ, Công Phượng gần như không nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên trưởng Mark Bright. Công Phượng chỉ mới ra sân khoảng 20 phút trong cuộc đọ sức với Club Brugge. Ở những trận đấu còn lại, Công Phượng hoặc không được đăng ký thi đấu hoặc ngồi trên băng ghế chỉ huy. Trong buổi họp báo kết thúc trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Khánh Hòa, huấn luyện viên Lee Tae-hoon cũng bày tỏ mong muốn đưa Công Phượng trở lại Việt Nam thi đấu thay vì không được ra sân ở châu Âu. Tuy nhiên, Bầu Đức đã lên tiếng bác bỏ, ông đã nói rằng bây giờ chuyện của Công Phượng không phải là ai muốn Phượng về hay ở, cũng không phải là cứ muốn là được. Vì đã ký hợp đồng với đối tác thì phải tôn trọng hợp đồng đến cùng. Việc này hiện tại không thể bàn tới, mà có muốn bàn cũng không được vì hợp đồng đã ký rồi, làm ngược lại là tự ý phá bỏ hợp đồng. Thời hạn hợp đồng ra sao thì các bên phải thực hiện đúng như vậy. Thực tế, việc đưa Công Phượng trở lại lúc này là một quyết định không hề hợp lý. V-League 2019 đã khép lại và chỉ bắt đầu vào tháng 3 năm sau. Trong khi đó, hợp đồng của Công Phượng sẽ hết hạn vào tháng 5 năm 2020. Đến thời điểm đó, nếu tiền đạo gốc Nghệ An trở về V-League thi đấu cũng không quá muộn. Dù không được ra sân thi đấu, nhưng kinh nghiệm ăn tập ở một câu lạc bộ đẳng cấp của Bỉ chắc chắn sẽ giúp Công Phượng tiến bộ. Ít nhất, người hâm mộ bóng đá Việt Nam có quyền tự hào khi Công Phượng là một trong số ít cầu thủ Đông Nam Á được ký hợp đồng chính thức với một câu lạc bộ tại châu Âu. Ngoài ra thì có thêm một thông tin nữa, đó là có thể Công Phượng sẽ sang câu lạc bộ Sarajevo. Theo như thông tin từ báo Thanh Niên thì ban lãnh đạo câu lạc bộ FK Sarajevo có thể sẽ tiếp tục nhận lại Công Phượng từ câu lạc bộ Bỉ. Trả lời trên báo Thanh Niên, chủ tịch câu lạc bộ Sarajevo Nguyễn Hoài Nam chia sẻ:
Tất cả người Việt Nam đều muốn cầu thủ Việt chơi trên sân chơi quốc tế, tầm châu lục và trong các câu lạc bộ tiếng tăm. Nhưng có trong danh sách thi đấu và ra sân là câu chuyện của bóng đá thực thụ. Thực tế của việc này là số phút chơi trên sân của các cầu thủ Việt Nam tại các giải bóng đá cao nhất còn khá ít. Tôi đang làm các công tác tuyển chọn để xin chuyển nhượng cầu thủ Việt Nam chơi cho Sarajevo và đảm bảo các em được thi đấu. Nhưng có trụ lại được vị trí của mình hay không lại là câu chuyện chuyên môn của huấn luyện viên và giám đốc kỹ thuật. Các bên từ chối tiết lộ thông tin nhưng được biết việc đàm phán đang được thực hiện nhằm sớm giải cứu cho Công Phượng. Hoàng Anh Gia Lai có thể có tân binh cầu thủ Việt kiều lạ. V-League 2019 đã hạ màn sau khi vòng đấu thứ 26 kết thúc. Hà Nội FC tiếp tục bảo vệ thành công chức vô địch đã có ở mùa giải trước khi thể hiện sức mạnh vượt trội. Trong khi đó, Khánh Hòa là đội bóng phải xuống hạng chơi ở giải hạng nhất vào năm sau. Còn Thanh Hóa sẽ tham dự trận playoff với câu lạc bộ Phố Hiến để có tên trong danh sách 14 câu lạc bộ sẽ thi đấu ở V-League 2020. Mùa giải kết thúc cũng là lúc các câu lạc bộ tích cực bổ sung lực lượng để chuẩn bị cho mùa giải tiếp theo, đặc biệt phải kể tới đội bóng Phố Núi Hoàng Anh Gia Lai. Sau một mùa bóng không như ý muốn, bên cạnh việc giữ chân các trụ cột, ngay từ lúc này ban huấn luyện của Hoàng Anh Gia Lai đã tích cực tìm kiếm và bổ sung nhân sự để chuẩn bị cho V-League 2020. Trong những buổi tập gần đây tại Hàm Rồng đã xuất hiện một gương mặt lạ với thân hình cao to đang tập luyện cùng các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Theo tìm hiểu, cầu thủ này có tên là Steven, Việt kiều ở Mỹ vừa về Việt Nam, đang thử việc tại đội bóng Phố Núi. Cầu thủ này sinh năm 1997 và có vị trí sở trường là trung vệ. Trước đó, Steven đã tập luyện cùng U21 Hoàng Anh Gia Lai để chuẩn bị cho vòng chung kết U21 quốc gia diễn ra tại Pleiku vừa mới kết thúc. Theo tiết lộ từ ban huấn luyện Hoàng Anh Gia Lai, đội bóng đang cân nhắc việc ký hợp đồng với Steven sau những gì cầu thủ trẻ này thể hiện trong thời gian vừa qua. Nếu điều này xảy ra thì cầu thủ Việt kiều sẽ là tân binh đầu tiên của đội bóng Phố Núi cho mùa V-League 2020. Tại V-League 2019, sự yếu kém của hàng phòng ngự là nguyên nhân chính dẫn đến kết quả không như ý muốn của Hoàng Anh Gia Lai. Sau 26 vòng đấu, đội bóng Phố Núi để thua tới 46 bàn, đứng thứ 2 tại V-League về số bàn thua. Nếu việc ký hợp đồng với Steven diễn ra thì đây sẽ là bước đi đầu tiên của Hoàng Anh Gia Lai để gia cố hàng phòng ngự vốn đã yếu của mình. Báo Thái cay đắng thừa nhận Việt Nam vẫn là số 1. Với việc có được 2 chiến thắng trong tháng 10 tại vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đã có sự thăng tiến vượt bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Cụ thể, Việt Nam đã giành thêm 14 điểm, nâng tổng số điểm từ 1.231 lên 1.245 điểm. Điểm số này giúp đội tuyển Việt Nam trở lại vị trí thứ 97 của thế giới. Chưa dừng lại ở đây, tuyển Việt Nam cũng đã kết thúc tháng 10 với vị trí top 15 châu Á. Điều này đồng nghĩa với việc đội tuyển Việt Nam vẫn giữ vững vị trí số 1 ở Đông Nam Á. Trong khi đó, Thái Lan thăng tiến 5 bậc lên hạng 109 của thế giới sau khi bất ngờ đánh bại Ả Rập Thống Nhất. Dù vậy, đoàn quân Voi Chiến vẫn thua kém đội tuyển Việt Nam đến 12 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Nhận định về việc này, tờ Guan của Thái Lan viết rằng FIFA vừa mang tin vui đến cho chúng ta bởi đội tuyển Thái Lan đã thăng tiến lịch sử từ hạng 114 lên hạng 109 của thế giới. Đây là thứ hạng cao nhất của bóng đá Thái Lan trong 9 năm trở lại đây. Đội tuyển Thái Lan cũng vượt qua Triều Tiên để lọt vào top 20 của châu Á. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chỉ đứng thứ 2 Đông Nam Á và kém Việt Nam 12 bậc. Rồng vàng đã tăng 2 hạng lên 97 của thế giới. Trong khi đó, tờ Sian Sport đưa tin đội tuyển Thái Lan đã giành được thứ hạng lịch sử trên bảng xếp hạng FIFA khi thăng tiến từ hạng 114 lên hạng 109. Kết quả này có được nhờ vào trận thắng Ả Rập Thống Nhất và kết quả hòa Congo. Đại kình địch của chúng ta là Việt Nam cũng trở lại top 15 châu Á khi tăng liền 2 bậc từ 99 lên 97. Các đội bóng còn lại của Đông Nam Á gồm Philippines 126, Myanmar 147, Malaysia 158, Singapore 159, Indonesia 171, Campuchia 172, Lào 188, Brunei 191 và Đông Timor 198. Người Trung Quốc chỉ ra lý do bất ngờ bóng đá Trung Quốc kém Việt Nam. Phát biểu của cựu danh thủ Phạm Chí Nghị so sánh giữa bóng đá Trung Quốc với sự phát triển vượt bậc của bóng đá Việt Nam nhận được rất nhiều sự đồng tình của người hâm mộ nước nhà. Từ nhiều năm trước, bóng đá Việt Nam đã xây dựng được những học viện đào tạo, trong đó có PVF. Họ đưa về cựu huấn luyện viên đội tuyển Nhật Bản là ông Philip Johnson làm giám đốc kỹ thuật với một đội ngũ gồm 15 huấn luyện viên nước ngoài và 25 huấn luyện viên trong nước tạo thành một đội ngũ huấn luyện viên chuyên nghiệp. Với cơ sở vật chất được đầu tư, đó trở thành nơi quy tụ của hàng trăm học viên tiềm năng ở khắp cả nước. Học viên lớn lên ở đó vừa học bóng đá, vừa học văn hóa. Quá trình đào tạo của PVF đang dần cho trái ngọt khi cầu thủ của họ dần trở thành trụ cột trong nhiều cấp độ đội tuyển Việt Nam. Đây chính là mô hình mang đến thành công cho bóng đá Việt Nam. Cựu tuyển thủ từng 106 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Trung Quốc này cho thấy sự hiểu biết cặn kẽ của mình về bóng đá Việt Nam. Đồng thời, ngôi sao bóng đá là chồng của ca sĩ kiêm diễn viên nóng bỏng người Hồng Kông là Tiffany Lee cũng đã chỉ thẳng vào điểm yếu của bóng đá Trung Quốc hiện tại. Là một cầu thủ bóng đá Trung Quốc, tôi hiểu sâu sắc trách nhiệm mà tôi phải gánh vác. Tôi không có ý định phủ nhận câu nói đó chỉ là một cảm xúc nhất thời.
nhưng cũng cần phải thẳng thắn nhìn nhận rằng đó không phải là quan điểm vô căn cứ. Từ những quan sát dưới góc độ làm bóng đá chuyên nghiệp, chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế của mình. Bóng đá Trung Quốc hiện nay có nhiều tiền, có thể đưa về những công nghệ tiên tiến, nhưng điều chúng ta còn thiếu là làm sao chuyển đổi các công nghệ tiên tiến này thành công nghệ của chính mình. Ý tôi muốn nói đến là cách sử dụng và vận hành nguồn nhân lực chúng ta có trong tay. Bên cạnh đó, Phạm Chí Nghị cũng nêu quan điểm rằng bóng đá luôn phải gắn kết với xã hội, với cộng đồng, với văn hóa của một quốc gia, chứ không thể tách rời nó ra như một môn thể thao độc lập với xã hội. Luận điểm này của anh nhận được rất nhiều sự đồng tình của người hâm mộ Trung Quốc. Bình luận trong bài viết này trên trang Sina của Trung Quốc, nickname Sang Wu kể câu chuyện của mình. Tôi ở Thượng Hải, con gái tôi đang học mẫu giáo. Phụ huynh của bạn trai cùng lớp của cháu lên kế hoạch cho con mình học bóng đá. Tôi hỏi về học phí, họ trả lời 200 tệ, khoảng 700.000 Việt Nam đồng mỗi tiếng. Tôi choáng váng, thời của mình chúng tôi chỉ cần xếp hai chiếc cặp lại là có thể chơi bóng rồi. Giờ đây bóng đá ở Trung Quốc đã trở thành một môn thể thao quý tộc dành cho con nhà giàu. Nghèo thì không thể có cửa học bóng đá. Thế thì bóng đá Trung Quốc làm sao mà phát triển được? Như thường lệ, không ít người hâm mộ Trung Quốc lại sát muối vào vết thương của đội nhà bằng những lời khen ngợi dành cho bóng đá Việt Nam. Nickname AI Choang Ze bình luận rằng, đào tạo trẻ của Việt Nam đang dẫn đầu châu Á. Trung Quốc quá giàu, ở mỗi địa phương đều thừa sức xây dựng một trung tâm đào tạo bóng đá trẻ. Nhưng thay vì bỏ tiền ra để phát triển, để làm nghĩa vụ xã hội như Việt Nam, thì doanh nhân Trung Quốc chỉ đầu tư để kiếm tiền. Phạm Chí Nghị đã nói đúng, sự phát triển của bóng đá cần sự chung tay của cả xã hội. Đó là sự khác biệt giữa Trung Quốc và Việt Nam, cứ để những doanh nhân trọc phú thao túng bóng đá trẻ, Trung Quốc chỉ ngày một lụn bại mà thôi. Quý vị và các bạn vừa xem xong bản tin bóng đá mới nhất ngày hôm nay của Xoắn Bóng Đá. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.